Mẹ nghĩ sao vậy? Tiền, tiền nào? Thưa tôi lên là nói cha mẹ năm tỷ mà cuối cùng để bỏ cái gì tiền rẻ vô. Ủa sao kỳ? Thưa kỳ vậy ta, con hàng quá, con kỳ cục quá. Sao kỳ quá ta, con đưa tiền mà. Đây đây đây. Anh em à, đó, lần này sẽ thực hiện một cái màn trôn cực kỳ đặc sắc cho mẹ luôn. Lại tiếp tục là đi với show nha anh em. Đó, đi gái. Đi show, đây show. Thì nay là chuyện cho show cái bộ gì, ham cúp gì đó của Nhật Bản nha anh em. Làm cái gì đó hai? Đang kiếm cái gì ăn nha, đói bụng quá. Hai muốn vô chơi mẹ tiếp không? Có, muốn chơi chứ gì thì nghi nghĩ. Giờ ra ngoài đường á mua tiền giả về tặng cho mẹ đi. Ý là mua sao? Ý là thì mua tiền polymer phủ đó xong về tặng cho mẹ. À, được á. Đi chỗ này. Không. Kì kì mẹ đang làm mà nó nhỏ thôi. chị có biết gì vậy? Rồi bây giờ nha, mình sẽ thực hiện cái màn trôn tiếp tục phần 2 cho anh em coi nha. Giờ mình sẽ ra ngoài chợ mình mua mấy cái tiền polymer âm phủ á, rồi bắt đầu mình dán mấy cái tờ tiền thật ở trên, bắt đầu về mình trôn là mình tặng cho mẹ. Xéo vô trong sách tiền thật á, để xem thì phản ứng của mẹ như thế nào. Mẹ mình á mà nghe mình tặng đó là mình khó lắm. Ok thôi anh em bây giờ mình đã gì coi cho xuống rồi nè. Thôi để bây giờ mình đi luôn nha anh em. Đó, bây giờ mình đi ra ngoài luôn. Đứng xuống. Đi qua mặt mẹ luôn nha, mẹ khỏi biết. Đi xuống. Xong đi. Thôi đi thằng ơi. Ôi châu vậy. Mẹ làm máy hả mẹ? Châu đi đâu mà gì dữ vậy? Con à. Không kịp làm mà sáng nào có ăn gì nữa, đi châu đi đâu quá. Đây. Bây giờ xong đi vô đây. Thôi đi anh cài cái kẹp anh nè. Bây giờ thôi để con dẫn xong ra chợ, con đi mua cái kẹp nhanh, cái kẹp của xong hết nó rồi. Dạ, khi được đây, để tôi ra cô mua cho số ít kẹp nha mẹ. Mua cho em đi. À. Thôi, được rồi. Cô đi mua cho số kẹp màu hồng không? Đây, mình có thể kẹp màu hồng. Để ra mua kẹp màu hồng cho. Đây. Anh em à, đó, lần này sẽ thực hiện một cái màn trôn cực kỳ đặc sắc cho mẹ luôn. Lại tiếp tục là đi với show nha anh em. Đó. Đi gái. Đi đâu? Đây show. Thì nay là chuyện cho show cái bộ cái gì ham cúp. Ham cúp gì đó của Nhật Bản nha anh em. Đó, show đi xem cho anh. Show đi xem cho anh nè. Không. Show đi xem cho anh. Đây. Đây, đồ tới rồi anh em à. Tới cái chỗ để mua đồ rồi. Tôi đứng dưới ra nha. Cô có cái tiền polymer 500 hả? 5.000 hả? Lấy con 4 sắp đi. Đó. Lần này là mua lần 4 sắp polymer luôn anh em à. 4 sắp này luôn hả? Cho tiền trẻ thôi. Rồi mua cái này nha anh em. Rồi ok. 20.000 đúng không? Rồi. Ôi đậm ghê anh nhạc buồn. Coi để nó đứng lên trên nè. Mua mẹ nè, để đứng lên trên nè. Rồi xong, mua xong rồi thôi đi về. Để nó đứng lên trên nè. Rồi thôi mua xong rồi đi về xong. Coi đậm nhẹ. Coi cả nhà luôn mà ở nhà phường là đứa nào nó cũng có cái vô cái gà luôn đó. Đi xem này con cho bé đi. Đi về bán. Sau đi về bán. Hết phải về không? Đi qua đây. Còn cái nít lại. Từ. Thì xuống đây mua cho mấy cái kẹp nữa. Cái đầm dài nữa ta, bắt hai bắt tới. Rồi, nắm. Để mua cho Xu mấy cái kẹp luôn. Rồi cô lấy cho con mấy màu sắc sợ. Cái kẹp màu đỏ đi cho Xu nó nổi. Đó, anh em à. Kẹp là không biết bao nhiêu rồi đó mà cứ mua bao nhiêu là Xu đi vứt hết. Nên năm là riêng cái kẹp là hơi bị nhiều luôn. Không, kẹp nhỏ thôi cô. Đó, thôi để bây giờ mình mua cho Xu cái kẹp rồi sau đó mình về mình thực hiện cái màn trôi mẹ mình nha anh em. Ok. A few moments later. Xong chưa hai?
Con Trường lấy máy kính lên chưa? Máy kính lên nè. Đây 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 đó, mình mua cả đóng tiền âm phủ luôn anh em. Bây giờ mình xuống cái gì nó đi, mình lót bao nhiêu năm nay, mình lót hai cái tờ hai bên như này để cho mẹ mình khỏi biết, rồi mình xuống mình chôn mẹ mình nha anh em. Mẹ đây là mình sẽ làm cái clip gọi là chôn mẹ bằng tiền âm phủ nha. Mình sẽ nói là xuống mình tặng mẹ nó tiền của mình với Hiền tích góp được bao nhiêu lâu đây là tặng cho mẹ. Đây là 10 triệu của Hiền nè. Đó, anh che là mẹ không biết đâu. Đâu, đưa con. Mắt mẹ mình yếu lắm anh em à. Mắt mẹ mình á, không phải có kính mới nhìn được, còn không có kính là mẹ mình không làm gì đâu. Vậy thôi, Hiền cất đi, Hiền cất 10 triệu đi. Bây giờ đây là mình sẽ xuống mình đó, đây là 50 triệu của mình nha anh em. Ở trong á là toàn là tiền âm phủ thôi. Đó, để xuống có thể phải ứng của mẹ mình như thế nào. Được chưa? Đó, có xíu nữa, mày có gì là xuống ở bên anh chưa? Đó, ok, để mình cất cái kính của mẹ ra. Cất cái kính của mẹ rồi mình xuống. Rồi, xuống đây đi. Giờ xuống chốt với em rồi đi. Ok, đi đâu đi nè. Mẹ ơi, làm gì mẹ? Đi con. À, mua vải cho Xu hả? Trông gian trông nhiều vải quá vậy. À, đây, mẹ biết hôm nay là con có một cái bất ngờ tặng cho mẹ nè. Con có Hiền không? Có Xu nữa. Hai tụi bay cái bài trò gì cũng quay được không? Bài trò gì? Con với mẹ không, con. Hôm nay là bất ngờ để quay để ghi lại kỷ niệm. Kỷ niệm? Mẹ biết không? Con với mẹ, con với Hiền á là thương mẹ lắm. Nên đợt này là con với Hiền có một cái món quà để tặng mẹ. Đang mất tặng mẹ quá à, bất ngờ dữ. Đây đang phải ngày sinh nhật mẹ đâu tặng mẹ. Thì vậy, cái đây là con phỉ để dành lâu lắm rồi đó, con mới dám tặng mẹ đó. Nó con gom lâu lắm, nói chung là nhờ cái công ơn nuôi dưỡng của mẹ nên hôm nay con cũng có một chút lòng thành báo đáp mẹ. Chút cho nói chứ mình thôi mẹ xúc động dữ quá. Đây. Tại gì chứ? Dạ con. Đây tặng tiền cho mẹ. Bác mày luôn nè. Tặng tiền cho mẹ hay là tặng tiền cho mẹ ha? Đúng rồi. Bác, đây là con tặng tiền cho mẹ nè. Mẹ thấy không? Đây là 50 triệu của con. Đó. Mới thấy giờ sáng nhận đi rút tiền, nghe nói rút tiền gì mà. Thì đó, sáng có đi rút tiền đó hả? Sáng nhận xong đi rút tiền đó. Đây là 50 triệu của con nè, mày thấy không? Tiền nè. Thấy không? 50 triệu nè anh em. Đó, 50 triệu nè. Mẹ bất ngờ nha. Giờ gì? Mẹ lấy thiệt đó. Lấy thiệt đó chứ. Quay với tôi lấy thiệt đó. Đừng có nói gì, đồ tôi chạy. Mừng không? Mày có mừng không? Xem vui, vui lắm. Vui. mình vui. 50 triệu luôn, thấy không? Đây nói chung là thôi, công ơn mẹ nuôi dưỡng con thì bây giờ thì thôi con để con dành tặng mẹ. Rồi đó thôi. Mẹ xúc động dữ quá mày. Tiền. Hả? Con tặng mẹ hả? 50 triệu đó. 50 triệu luôn. 50 triệu đó tặng Hiền có muốn gì không? Mẹ vui không? Mẹ vui không? Mẹ vui không? Vui chứ mà sao tự nhiên gì vậy? Đây. Đây cho mẹ nè. Đó đây là của Hiền đó. Hiền tặng mẹ đó. Đây của con trai là của con gái hả? Đó thì Hiền nói chung là tên nó đi học thì nó không có được nhiều tiền, nó được 10 triệu thôi. Nó tặng cho mẹ đó. Trời ơi, cái 50 triệu là 60 triệu. Đó. Thế hả? Sao bé dữ hả? Trời ơi, mẹ xúc lòng nha. Đừng thôi, mẹ cảm ơn nha. Trời ơi. Tiền đây là nói chung là bây giờ mẹ cứ thích mẹ mua cái gì thì mẹ cứ lái mẹ mua. Đó rồi cái có Xu nè, quần áo của Xu á, mẹ có muốn mua cái gì á thì mẹ cứ mua cho Xu đi. Là coi như là thì không có đồ lại đó nha. Chứ mẹ thấy mẹ kêu mẹ muốn đi du lịch. Đó. Thì lấy tiền thì đi du lịch đi. Đi du lịch vừa. Vừa nha. Nó. Ê nghe mày nhận nghe là thiệt nếu mà thiệt thì con mà tặng tiền cho mẹ thì cái chứ. Mẹ xúc động mà mẹ cảm ơn hai đứa con nghe, trai con gái mẹ sống tự nhiên nay. Nhưng mà dành con, dành là mua cho sao đứa mẹ. Không ra đâu, tiền nó thì lo gì mẹ, tiền thì con còn làm ra được mà. Thì bao nhiêu đây đáng gì, công ơn luôn. Hết không? Mẹ cầm cọc tiền hết không? Mọi người ơi, nói tự nhiên mình xúc động mấy đứa con mình tự nhiên sao ông thương mình dữ hả? Trời ơi, làm cho ông thương á, con có thương quá trời. Mẹ đi ở đây nè, mẹ đi ra mua cho em ít vải với lại phô mai xúc xích. Đó. Rồi đó, rồi cái tiền đó mày cứ đi du lịch rồi vậy là mẹ cứ lấy đi rồi ngày mai nói chung là công việc ở nhà con với ba lo hết cho. Dạ. Mẹ với Xu cứ đi du lịch đi. Mẹ mừng không? Xu, thì cái tiền tí là mẹ ra mẹ mua cho con mấy cái đồ nha, phô mai xúc xích ăn nha. Đó. Mẹ tính thử đủ. Rồi mẹ tính thử nè, mẹ cho mẹ 60 ha. Không, 50 là của con, 10 triệu là của Hiền. 10 triệu của Hiền là 60 triệu. 60 triệu. Đó, cái kính này đó nãy thấy rớt ở đâu. Tôi đi tìm cái kính nãy giờ á.
nãy giờ để em lấy con mẹ đó con. Nãy mẹ vứt lung tung nó rớt, không phải lộn lên mà để kính này. À mẹ để con đâu, con thấy trong phòng á. Thì đó bây giờ thì... Đang lỡ mẹ, nãy giờ mẹ tìm ra, mẹ tìm cái kính của ông ba mà đeo đâu được. Xe mẹ đeo được. Thì nói chung là bây giờ mẹ cứ muốn xài với mẹ xài thì thoải mái. Tiền đó thì con với Hiền nói chung là công ơn mẹ bao lâu nay không là... Cái sắp cái này luôn nè. Cái sắp cũng... 60 triệu. 60 triệu mẹ. Mua lẻ gì mua. Tiền ngân hàng mà, tiền ngân hàng nó rút ra. Trẻ quá. Tiền ngân hàng rút ra. Tiền mới tinh luôn á. Tiền mới tinh luôn á. Tối nay mẹ đi mua gì cho em. Xong rồi mẹ ghé mẹ mua. Mua tối này mẹ mua cho mẹ lại luôn. Được á, tối mẹ nấu gì ngon ngon nha. Tối nấu gì ngon ngon. Mẹ coi đi số seri liền kề luôn á. Mẹ coi số seri đi. Cái gì quay vô cái gì đó. Tiền đó. Tiền đó. Tiền này mẹ coi đi. Tiền có nghe gì. Nó cho mẹ có 1 triệu con đi. Tiền giả mẹ đi. Hai đứa tiền giả cho mẹ hai. Tiền thiệt. Mẹ nghĩ mẹ... sao con đưa tiền thiệt cho mẹ mà hai đứa tiền giả cho mẹ tiền mẹ. Tiền mà. Ủa sao kỳ vậy ta? Mẹ có hai con có biết đâu. Lừa tiếp rồi tôi sẽ tiếp cái bác. Hai lừa chứ không mẹ đâu. Rồi gì? Con biết đâu tiền đó tiền thiệt đó. Mẹ nghĩ sao vậy tiền nào? Nói cha mẹ năm gì mà cuối cùng để bỏ cái gì tiền giả vô đây tiền giả vậy ta mua hàng nó kỳ cục quá. Sao kỳ quá ta, đưa thiệt mà. Vậy là chết rồi, dưới con hàng kia. Dưới con hàng kia rồi. Mày, cái này. Sao đó, chú biết ai. Đây mẹ, đây mẹ, mẹ cầm cái này nè. Mẹ cầm cái này nè. Gõ đó mẹ, nó con Hiền á. Lừa á. Cho chào của ai mà nó lừa tôi nữa. Không, mẹ. Tiền ra đâu ngồi tiền này. Rồi mẹ. Sao? Tụi lấy luôn. Đây còn tiền này nó lại mẹ kính mẹ đeo là mẹ. Coi thử. Rồi. Mẹ coi là thủ đấy tiền thiệt mà. Tiền thiệt mà. Tiền đây là tiền giả. Tiền đây là tiền thiệt. Giả giả. Bây giờ tôi đây. Đây. Đó, tiền nó cứ kẻ này á. Còn cái đây là đây đặt trẻ nó con gái có nhiều đây. Sao tiền gì đây? Tu cho tiền giả nó mua tiền giả nó ghép vô như đây. Sao ngân hàng này ăn kỳ cục ghê. Kỳ cục ghê ha. Bây giờ mày còn mừng không? Ngân hàng gì? Hai đứa mày cho ngân hàng gì? Lừa mẹ với ngân hàng. Lừa gì? Hả? Tiền thiệt mà. Mày để ý mắt kẹt mẹ kiếm đúng không? Vậy mà bây giờ mày còn mừng không? Hả? Mừng như tự đó mày 600 triệu nè. Nếu hồi bây giờ tôi còn 1.4 triệu. Thôi đang nghỉ mà trả lại tiền. Mày đang nghỉ mà trả lại tiền. Ôi sao chút này con cái ăn cơm cho ra lừa mẹ thì gài cái tiền vô con. Đi con thử tao mẹ có mừng không mày? Con nhận tới đây mẹ mừng ghê chứ. Vui không? Vui chứ, con cái tặng cho mình vui chứ. Nhưng mà tự nhiên ái mẹ vậy. Không mà thôi được bữa. Bây giờ mà bày ra cái tiền bây giờ thật ra là thương nhưng mà giờ chưa có nhiều tiền thì làm cái trò để thử cái mẹ cái vui như thế nào để bữa nào hôm nào á mà con Hiền làm ra nhiều tiền thì đem về tặng mẹ nữa. Thôi mẹ biết rồi, đó. Hai đứa thương mẹ nhưng mà là xạo với mẹ và chót mẹ phải không? Là cái tiền giả đây bây giờ có tiền thiệt bây giờ mẹ trả lại tiền đây mẹ lấy tiền đi. Xong rồi mẹ lấy cái cục này của bà trời chưa có tóc chưa có tóc đi mẹ tối nay còn làm tiền nấu mẹ tiền đi mày tiền anh mà mày tiền anh mà tiền cái gì vậy có xạo xuống này cái con gái một thằng con trai không nổ nó kêu giờ, con gái giờ đang nghỉ giờ trả lại tiền không có trẻ hết bây giờ lấy một cái nó sắp kiệm bây giờ tôi còn cái 1.4 triệu rồi giờ là đang nghỉ chắc là nãy chơi nãy chơi ngu quá đi mà quên mất cái công đoạn mẹ lấy tiền của mình rồi trời ơi sáng giờ cho bộ đi giờ bộ nói đi rút tiền về đúng không về để cho rồi chót mẹ gì nữa đó đó đúng không thôi mà giờ đang nghỉ không có trẻ trả lại tiền. Trời ơi, bây giờ vô lấy lại tiền của tôi. Đây nha em. Đó. Thôi, để tối nay con đãi. Để tối nay con làm mua cái lẩu con đãi cho. Đó, thường á. Đó, không dùng á. Nè, xô hôn nè, con mẹ nè. Con mẹ nè. Không mẹ đâu. Đó, thì thôi. Chứ cũng binh mà cũng ganh tị ghê không thấy. Anh em thấy không? Chưa gì hết mà bẻ mình hung mẹ lại ganh như này. Mày nói cho con biết nha, bữa sau á mẹ con mẹ mẹ
mẹ sao sẻ với mẹ con luôn, mẹ nói là mẹ lấy luôn á, mẹ có trẻ lại đâu nha, nghe chưa? Đó thì thôi hôm nay là một cái bài chôn mẹ, nhưng mà thôi fail rồi đi mà. Đó thì thôi bây giờ để mình dẫn Sâu đi chơi luôn nha anh em. Bây giờ thì mình diện cho Sâu rồi, thôi để giờ mình dẫn Sâu đi ra quảng trường cho Sâu chơi với mấy bạn ở ngoài đó luôn. Đó thì anh em mà xem clip của mình mà thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ kênh Budo Vlog ngày càng phát triển nha anh em. Đó thì hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo. Ok.